Lâu lắm rồi mình mới trở lại nơi đây. Khung cảnh bây giờ thay đổi nhiều quá. Không biết có ai đây để hỏi đường ta. Đánh dài đi. Đánh dài đi. Em. Dạ. Đây anh đây đánh dài hả anh? Anh nhờ cái. Dạ dạ đôi giày anh đẹp quá. Ôi chết cha. À không cái không. Đôi giày này không hả? Anh hỏi đường. Hả? Em chỉ cho anh tới chợ Bến Thành đi đường nào em? Dạ anh cứ đi thẳng đường này gặp bùng binh em gọi trái là thấy nguyên cái chợ Bến Thành. Anh gắng đánh dài giùm em đi, sáng giờ bốn người hỏi chưa ai đánh. Cảm ơn em nha. Dạ. Hả? Anh cũng vậy luôn hả? Đánh giày hả? Đánh giày giùm em đi anh. Mà không đánh giày được rồi, anh còn có đôi giày nào khác không? Nhìn anh giống như Kiều trắng quá ha. Đẹp trai ha. Sao em biết hay ta? Dạ, anh em nghèo lắm, anh giúp giùm em đi, sáng giờ em chưa đánh được đôi giày nào chứ. Nghèo gì mà nhìn mập mạp dữ hả? Dạ nghèo ăn bậy ăn bạ nó mập. Chẳng bù cho anh này. Dạ. Ngày nào cũng ăn nào là bơ, sữa, bánh mì, bào ngư, vi cá. Anh quá trời luôn. Trời ơi, anh giết người không gương không giáo. Sao vậy? Trời ơi, anh ơi, em thèm mấy đó mấy chục năm nay chứ có giờ có tiền ăn đâu anh. Anh đánh dài giùm em đi, anh biết không? Ngày về, nào ngày thường, có ngày... món ăn đó. Trời ngày ơi, thường em ăn có... gì? Ăn là thực đơn là không còn dữ dội luôn nha. Sáng á, anh biết không? Em ăn bánh mì kẹp chả hàng the. Bánh bao có nhân làm từ giấy cọc tông. Một ly hạt đậu nành rang mướp ướp muối cà phê. Trưa là em ăn cơm phun thuốc chống mốc. Đó, rồi rau muống xào nhiễm trì. Đó, rồi thịt heo chết chiên giòn chấm bù tạc làm từ dầu nhớt. Đó, rồi canh chua cải phun thuốc trừ sâu. Còn buổi chiều em ăn một tô phở ngâm phọc môn, một ly chè đường hóa học. Dạ tối á, em uống một ly sữa không béo, không có kem, nhưng có pha thêm chất melamin. Anh thấy ăn được không? Độc hại không? Trời ơi, ăn xong cái thực đơn này chắc tiêu luôn quá. Anh ráng giúp em đi, sáng giờ không có ai hết trơn á. Cha. Dạ. Nhìn hiền lành vậy mà xăm mình ở dưới à? Dạ đâu có xăm gì đâu, dạ em vẽ cho giang hồ nó sợ em đó chứ. Xăm mình như gì nữa? Dạ đó. Này là vẽ cho mình. Dạ. Thì đây, hận đời đen bạc, hận kẻ bạc tình, hận cả gia đình. Hận luôn hàng xóm. Trời ơi, ai cũng hận rồi, em chơi với ai? Em chơi mình em à, không chơi với ai trơn á. Anh thấy xăm gì đẹp không? Xăm cho nó có thôi, khè tụi nó chơi thôi hả? Theo anh á, dạ. Thì phải xăm như này mới hay này. Dạ xăm sao hay anh? Tiền là giấy. Hả? Đốt là trái. Người yêu là rác. Đầy là đổ. Tình là bụi. Thổi là bay. Đời là phù du. Ngu là phù mỏ. Cha, em cũng hay quá ta. Dạ. Em bình thường lắm anh, nhưng mà em học được từ ngoài đường không đó. Thôi em xin phép em đi nha. Thôi bây giờ anh cho em ít tiền ha. Dạ không, em không lấy tiền đâu. Trời ơi, cuộc đời em thiệt anh nghèo chết bỏ chứ không bao giờ ăn lấy tiền mà bạn phải có làm thì mới có ăn, không có gì. Ê. Anh. Em đứng im được không? Anh ơi, em chỉ đánh dài không có bán thân. Em đứng im. Em không có bán mỡ nha. Anh xem cái anh đừng làm bậy nha. Anh xem cái vòng của em chút thôi. Không được, cái này quý lắm, không được đâu, thiệt. Không. Anh thề với em là anh không có lấy. Trời ơi, người giàu hay xạo lắm á. Em tin anh đi. Thiệt không? Thiệt. Lấy trả lại nha. Ừ, nó không quý với người ta nhưng quý với em dữ lắm. Nè. Em lấy cái vòng này ở đâu? Không có, em ai cho em? Em ăn cắp phải không? Không có, em đâu có ăn cắp gì đâu. Trời ơi, anh đừng có nói vậy nha. Cái ở đâu ra? Dạ này của má em để lại á. Má em trước khi chết nói là để lại cho hai anh em mỗi người nửa miếng. Ví dụ như sau này mà có mất tích á, có lạc nhau á thì cứ ráp lại thành một cặp á thì là hai anh em ruột. Rồi em tìm được anh trai của em chưa? Mất tích rồi. Lâu lắm rồi không tìm ra. Bữa kia cũng do ham ăn, nó ăn gói xôi quay lại, anh hai đã mất tiêu luôn rồi. 8-9 năm nay em quyền hoài không gặp anh hai em. Không biết. Trời ơi, nhà giàu mà ăn cắp kìa. Ăn cắp của anh hai em kìa. Ủa, sao nó là một chiếc vậy? Anh chính là anh hai của em đây. Anh ơi! Em... Bao nhiêu năm qua, anh đã đi tìm em mà không gặp. Hôm nay lại gặp em một đêm. Má nói ngoài à, anh em sinh đôi nhưng mà có giống nhau, cứ giống cha, cứ giống ông nội. Giống như bao người,
ai cũng có mẹ và cha. Thế sao nhưng mà em không như bao người khác? Từ khi còn bé trời mưa sớm, mẹ qua đời lúc khi em vừa lớn, bỏ lại em giữa chốn chờ đợi bơ vơ. Sống sao bây giờ, em tuổi hay còn ngây thơ? Bát cơm dư thừa, em ăn sao no đời ơi? Nhiều đêm nằm ngủ công viên góc phố, trời khuya lạnh giá thân không manh áo. Tiếc hay cho cuộc đời em sao quá khổ đau. Rồi từng ngày qua đi, phải kiếm sống nên không ngại chi. Dù cho mưa gió lớn nắng cháy người, bàn chân nhỏ em đến từng ngôi nhà, mong sao được người đời xót thương. Biết bao nhiêu là em bé vẫn còn lang thang, sống không gia đình, mai đây một đó ngày qua. Nhìn sao mà thấy rưng rưng nước mắt, từ trong tận đáy tim tôi đã khóc. Riêng khúc ca này xin hát tặng phần trẻ mồ côi. Mình ngồi xuống đây nghỉ đi em. Rồi bây giờ em sống với ai? Em sống với lại mấy cô ở bên trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ cho em Gò Vấp. Mấy cô đó thương em lắm. À, vậy cũng mừng. Ngày nào em cũng trông chờ một ngày này, nhưng không ngờ hôm nay đi đánh dài lại gặp được anh. Em mừng quá à. Anh đã về đây, anh sẽ chăm sóc cho em. Sống sao bây giờ, em tuổi hay còn ngây thơ? Bát cơm dư thừa, em ăn sao nó đời ơi? Từng đêm nằm ngủ công viên góc phố, trời khuya lạnh giá thân không manh áo. Tiếc thay cho cuộc đời em sao quá khổ đau. Rồi từng ngày qua đi, phải kiếm sống nên không ai chi. Dù cho mưa gió lớn nắng cháy người, bàn chân nhỏ em đến từng ngôi nhà, mong sao được người đời xót thương. Biết bao nhiêu là em bé vẫn còn lang thang, sống không gia đình, mai đây một đó ngày qua. Nhìn sao mà thấy rưng rưng nước mắt, từ trong tận đáy tim tôi đã khóc. Riêng khúc ca này xin hát tặng phận trẻ mồ côi. Nhìn sao mà thấy rưng rưng nước mắt, từ trong tận đáy tim tôi đã khóc. Xin khúc ca này xin hát tặng phần trẻ mồ côi. Hai, anh hứa đừng có bỏ em đi nữa nha anh Hai. Anh sẽ luôn ở bên em chăm sóc cho em. Anh Hai, em có mấy bạn nữa anh chăm sóc giúp em được không? Ở bên trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ cho em Gò Vấp chung luôn á, dễ thương lắm. Cuộc sống của anh bây giờ cũng đỡ nhiều lắm rồi. Dạ. Cho nên là anh rất là vui khi được chăm sóc thêm những người bạn của em. Vậy hả, mấy bạn em đang ngồi dưới kìa. Mấy bạn ơi, lên em mời các bạn lên đây đi. Mấy bạn, anh xuống anh dẫn mấy bạn lên. Dạ, anh dẫn giùm nha, em đuối quá rồi. Mấy bạn ơi lên đây nè. Ôi, chào các em. Ê, anh Hùng dẫn lên sân khấu. Anh đừng bất ngờ là tại sao em có cái áo đó nha, tại em mặc không vừa. Mấy bạn lên đây ạ, xin mời cô lên đây ạ.
Kính thưa quý vị, Minh Béo đã từng đến với lại trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp, và Minh Béo đã thấy được rất là nhiều bạn trẻ em sơ sinh bị bỏ ở trước chùa, ở trước nhà thờ và ở tại bệnh viện Từ Dũ. Mấy bạn có người thì lành lặn, có người thì bị tàn tật, mà Minh Béo nghĩ là xã hội chúng ta phải lên quan tâm nhiều hơn, bởi vì các bạn ấy cái may mắn không có cha, không có mẹ. Và qua bài hát này, Minh Béo hy vọng là Nguyễn Vy Hùng cũng như tất cả các anh chị em nghệ sĩ thường xuyên làm công việc từ thiện sẽ còn làm nhiều hơn nữa, và quý vị khán giả sẽ quan tâm hơn đến với tất cả những bạn, nhất là các bạn ở trẻ em trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp. Xin quý vị một tràng tay dành cho sự xuất hiện đặc biệt của tất cả các bạn. Vy Hùng rất là vui khi tham gia chương trình của Minh Béo. Ngoài đời, Minh Béo là một người bạn rất là thân thiết, thường tham gia các chương trình, các hoạt động từ thiện. Và hôm nay là một dịp để Hùng có thể chia sẻ tình cảm của mình với những người có hoàn cảnh khó khăn cùng Minh Béo và tất cả mọi người. Và kính thưa quý vị, và trong chương trình hôm nay, như Minh Béo đã nói là Minh Béo vẫn mặc dù là biết là làm live show này không thành công về mặt doanh thu, nhưng mà Minh Béo đã được khán giả rất là yêu thương. Nhưng mà Minh Béo vẫn trích một phần trong kinh phí của mình sẵn có, Minh Béo gửi đến trung tâm bảo trợ trẻ em và nuôi dưỡng ở Gò Vấp. Và chắc chắn là một vị khách mời nữa Minh Béo muốn gửi đến quý vị, anh đã thường xuyên xuất hiện ở tất cả các chương trình từ thiện và được tất cả mọi người mệnh danh là ông vua từ thiện. Xin vui một tràng tay dành cho MC kim diễn viên Quyền Lên. Và các bạn đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình. Anh Quyền Lên mới vừa đi lực Vượt Lên Chính Mình ở Đồng Nai về phải không ạ? Quyền Lên xin trân trọng kính chào quý vị và xin chúc cho tất cả mọi người đêm nay sẽ vượt lên chính mình. Có lẽ rằng Minh Béo cũng đã cố gắng hết sức mình vượt lên hôm nay rồi. Kính thưa quý vị, thì Quỳ Linh đã gặp anh Minh Béo cách đây 2 ngày ở Nghệ An. Minh Béo đã bay ra Nghệ An để giúp đỡ thí sinh vượt lên chính mình. Và trong lúc đó thì Quỳ Linh cũng có lỗi với Minh Béo rất nhiều khi mà tiếng còi bắt đầu với cái việc là làm 15 cái bánh ít. Thì thí sinh làm xong 15 bánh ít thì nói là khi mà thí sinh làm xong 15 bánh ít thì anh Minh Béo có nhiệm vụ là phải ăn một cái nha. Mình nói sao Minh Béo không biết. Bắt đầu mình nói chuẩn bị bắt đầu, khi mà thí sinh làm xong á, Minh Béo ăn quay lại thấy mắt trợn trắng lên. Lần đầu tiên em ăn 15 cái trong vòng 1 phút 30 giây, ăn không kịp nuốt luôn quý vị ơi. Tại tưởng đâu là phải có vòng thi đó thì mới được vượt lên chính mình, ai ngờ anh Linh chơi ác quá. Nhưng mà thật sự đó là một anh Quyền Linh đã thử thách cho Minh Béo tấm lòng mà Minh Béo đã bay đến Nghệ An gặp gỡ quý vị khán giả đó. Và hôm nay thì Minh Béo xin mạn phép anh, xin nhờ anh và nhờ ca sĩ Nguyễn Vy Hùng trao tặng cho trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Gò Vấp với một tấm bản số tiền khá khiêm tốn, số tiền là 5 triệu đồng mà của ít lòng nhiều. Chúc các con học giỏi ha, nhiều sức khỏe ha. Rồi, chào. Thay mặt các em thì cũng cảm ơn Minh Béo rất nhiều. Và ngày hôm nay Quỳ Linh cũng đến đây để chúc cho Minh Béo thật nhiều sức khỏe và sẽ có nhiều tác phẩm hơn nữa, cũng như nhiều công việc từ thiện thế này ha, để giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dạ, cảm ơn ạ. Mời ạ. Xin dự tiếp em ha. Và Phi Hùng hy vọng là một ngày không xa sẽ được trở lại để thăm các em ở mái ấm Gò Vấp. Và xin được tạm chia tay quý vị và kính chúc cho mọi người sẽ luôn được nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc.